Đây đây có con diều rết này. Con diều rết này to dài lắm, hai mấy ba chục mét rồi nè. To phết đấy. Đó. Trên kia là có một con diều kéo. Đây là con mặt tuộc. À, kia đã có hai con diều đang chuẩn bị lên. Đó. Bạn ơi. Chiều nay toàn là diều lớn không? Lớn không được to mấy. Mấy con diều độc thứ bảy chủ nhật người ta không dám ra thả nhá. Mấy diều to khủng á. Để to khủng chủ nhật người ta không ra, nó đông đông người quá là không có lên được. Có con tuộc này, con tuộc này to phết này. Con tuộc là hai con. Hai con tuộc này bữa nay chiều nay không gần nhiều nhiều kéo nó tự lên được. Đây con tuộc ở đây, đây con tuộc. Hai con tuộc. Tuộc to phết ạ. Đây con tuộc này to lắm. Con tuộc dài ba mấy mét nha. Tuộc là dài ba mấy mét, tuộc là to này. Kem đậu đen. Kem đậu đỏ. To. Kem đậu xanh. Vãi trưởng luôn. Kem sầu riêng. Kem châu. Kem sô cô la. Kem sữa ăn mồ. To vãi trưởng luôn. Này gió lớn quá là một mình nó lên được. To cút chỉ nái luôn. Bãi đẹp không? Đây bãi thả diều này các bạn ơi, xe hơi xe húng thì tới đi chiều thả diều luôn nha các bạn nhé. Xe hơi xe húng thì quá chừng luôn đó. À, con diều này diều VIP à. Toàn là dân ra đây chơi không à. Nói chung buổi chiều thì ra đây ngắm cảnh được thôi. Con diều diều ống này. Nhiều lợi dụng ống dài lắm nha. Đông vui. Đó, các bạn thấy chưa? Vui lắm. Nói chung là chiều thứ bảy đông. Nay chiều nay gió lớn này. Quá chừng luôn. Quá chừng vui. À, có chỉ nói luôn. Các loại diều nha, diều này ấy đi tiền em nha các bạn. Hai mấy củ ấy nha. Cảm ơn các bạn nha, các bạn cho mình một like một share nha.